Vài năm trở lại đây, thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú với doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng. Như thường lệ, mỗi quý một lần, những thành viên trong câu lạc bộ nông dân tỷ phú thành phố Bến Tre lại họp mặt, cùng nhau bàn chuyện liên kết sản xuất, kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất. Với 20 thành viên từ những ngày đầu thành lập vào năm 2018, đến nay đã lên đến trên 50 thành viên. Điểm chung ở tất cả thành viên là bà con đều thành công với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học vào ao nuôi. Bây giờ mình nuôi theo cái mô hình sinh học á, sinh học bồ đề, thì mình hiệu quả kinh tế nó vượt trội hơn gấp 2 lần. Theo như cái cảm nhận làm nghề của tôi thì cái sinh học bồ đề này thì nó có cái tác nhân nó thúc đẩy, nó cân bằng hệ sinh thái trong cái ao nuôi của mình, là nó giúp cho mình quản lý cái môi trường nước rất tốt. Từ hiệu quả trong việc quản lý môi trường nước ao nuôi, giúp tôm tăng trưởng khỏe mạnh, năng suất cao, các sản phẩm công nghệ sinh học ngày càng được nhiều bà con nông dân trên địa bàn huyện Ba Tri ứng dụng và nhân rộng. Khi qua mà ứng dụng cái tôm công nghệ cao, rồi thực hiện cái áp dụng các sản phẩm sinh học của các cái công ty thì như là Bồ Đề Group, rồi CB, thì nói chung là rất là thành công. Xử lý ao nuôi, rồi thức ăn các thứ thì chăm sóc tôm rất lớn, rất là nhanh. Và Bến Tre hiện nay là cũng có những cái vuông tôm, cũng có những cá nhân là nuôi tôm đạt cái chất lượng rất là cao. Từ những thành công trên đã tạo đà cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung tiếp tục mạnh dạn đầu tư và tăng dần diện tích, phát triển nghề nuôi tôm bền vững, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp góp phần cải thiện kỹ thuật, mang các phương pháp mới phòng trị bệnh hiệu quả, nuôi theo công nghệ sinh học, giúp nông dân yên tâm phát triển và làm giàu. Thì chúng tôi rất là vinh hạnh được bộ giao để tham gia vào cái vùng nguyên liệu, xây dựng cái vùng nguyên liệu tôm lúa hữu cơ tại đồng bằng sông Cửu Long tại 3 tỉnh, cụ thể là Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng. Và chúng tôi đang thực hiện bước đầu thì cũng phát triển theo như cơ quan chuyên môn đánh giá là ngành khuyến nông của địa phương thì đánh giá cũng khá tốt trong giai đoạn này. Trong bối cảnh lạm dụng hóa chất kháng sinh trong nuôi tôm thâm canh hiện nay, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm thương phẩm được xem là giải pháp đưa ngành nuôi tôm công nghiệp phát triển ổn định và mang tính bền vững, qua đó nâng cao chất lượng cho con tôm Việt Nam, vượt qua rào cản kỹ thuật, đưa xuất khẩu tôm Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Con là con ấy ha.